Hello, xin chào mọi người nhé. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái vô lăng Kia nhé. Thì cũng cảm ơn anh Hoàng Đức đã chia sẻ cho tất cả anh em cái bộ vô lăng này xài. Đó, thì hiện tại là mình đang chạy con xe Kia Ganbus Chocomeco nhé. Và cộng thêm cái vô lăng Kia luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái vô lăng màu tím với cả mặt da da nhưng khá là tuyệt vời luôn nhé. Thì làm thế nào để được cái vô lăng này thì giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mod nhé. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ thoát game ra này. Rồi, thì đầu tiên anh em sẽ vào ứng dụng Vativer cho mình nhé. Rồi, sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download nha. Và mục download này. Rồi, thì ở mục download của anh em ấy thì đường link vô lăng Kia này mình có để ở dưới phần mô tả của video nhé. Thì sau khi anh em tải về là nó sẽ làm ở trong mục download nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào cho mình này. Rồi giải lén tại đây nhá. Rồi thì sau khi anh em giải lén file vô lăng ra thì là nó sẽ có cái mục gọi là vô lăng Kia Ganbus. Đó nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm nút mục download ở trên đỉnh của màn hình cho mình này. Bấm vào vô này. Rồi bộ nhớ thiết bị nhá. Rồi Android nhá. Rồi OBB nhá. Rồi com.maleo.bitsimoter nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình vào cái myin 200633.com.maleo.bitsimoter.obb nha. Bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút xem nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào asset này. Rồi bin này. Rồi data nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình cái dấu cộng ở cuối góc màn hình phía bên tay phải nha. Bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái mục đầu tiên đấy nhá. Đó, bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình cái mục download. Download này. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái mục mà file vô lăng mà hồi nãy anh em giải lén ra nhé. Đây này, cái mục gọi là vô lăng Kia Ganbus này. Bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái soát asset.0.asset là cái MB của nó là 41.26MB nha. Rồi anh em bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình dấu thêm ở cuối góc màn hình phía bên tay phải nhé. Bấm vô này. Thì anh em chờ cho nó chạy khoảng 100% được nhé. Rồi anh em vào game rồi anh em test thôi. Đó thì đừng quên like và share để ủng hộ cho cái kênh Kuka Channel của mình nhé. Và cũng cảm ơn anh Hoàng Văn Đức nhé, đã chia sẻ cho tất cả anh em cái bản vô lăng này chơi. Đó thì cái bản vô lăng khá là đẹp nhé. Đó thì giải lén nó cũng hơi lâu tí. Rồi, như vậy là xong là anh em sẽ vào game rồi anh em test vô lăng Kia nhé. Đó, anh em có thể thấy không? Khá là tuyệt vời nhé. Và xài vô lăng mà chạy xe Kia cũng khá là tuyệt vời luôn. Đó, thì hiện tại là mình đang chạy con xe Đạt Thành nhé, Đạt Thành Limousine. Khá là tuyệt vời luôn. Đó, thì ở trong game Bird Indo này, nếu một xe Kia này mà đậu được cái vô lăng mà giống cái vô lăng ở bên ngoài mod này, nó khá là đẹp luôn. Nếu mà mod được nha, khá là tuyệt vời. Đó, con xe này kính nó hơi kiểu như là đục với anh em, nó không được trong nhá, trong như cái con Taco. Lái khá là phê luôn nha. Nhớ like video và share để ủng hộ cho cái kênh Kuka Channel của mình nhé. Thì nếu mà anh em mà thích cái skin xe Đạt Thành này thì có thể là video sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Đó, thì cái skin này là của em trai họ Lê đã chia sẻ cho mình để mình làm video. Đó, thì cũng cảm ơn em trai họ Lê nhé. Mới skin xe khá đẹp luôn. Và cái nhà xe Đạt Thành này là ở ngoài đời ấy, là nó cũng mua con Kia này luôn nhá. Con xe khá đẹp luôn. Đó thì vừa sáng nay thì mình có up cái video mà soát skin xe thiện chí Pikachu ấy. Đó thì cũng có khá nhiều anh em bảo là mình ăn cắp skin nhá. Thì anh em không biết đâu, thì lúc mình mua mod xe thì anh Lê Nhất đã tặng cho ba cái skin nhá. Thì skin 1 là skin đăng nhân. Và thứ hai là skin cũng là đăng nhân thôi nhưng mà cái màu kiểu như là giống tân niên nhá. Còn thứ ba là
đăng nhân màu xanh đó, thì lúc mình mua model thì nó sẽ tặng cho 3 cái skin nhá. Đó thì nhiều anh em chưa mua model mà chưa biết thì chưa chi đã chửi mình là mình ăn cắp skin của người ta rồi đó. Anh em nghe khi mình nói nhá, đừng có đổ thừa cho mình. Một xe khá là tuyệt vời luôn nè, đặt thành limousine nha. Hiện tại là mình đã tới một cái bến gọi là bến xe này. Thì cái bến xe này mình cũng phải mót nhé, khá là đẹp luôn anh em ạ. Thì bên trong xe Kia này là toàn là ghế gọi là phòng limousine màu vàng nhé, khá là tuyệt vời luôn. Thì anh em nào thích cái skin nhà xe Đạt Thành này thì có thể là tối nay mình soát cho anh em, hoặc là ngày mai mình sẽ làm clip chia sẻ cho anh em nhé. Đó thì đằng sau đít xe nó chỉ có cái chữ Đạt Thành thôi, và số điện thoại và tuyến đi của nó nhé, và có chữ limousine nữa, khá là tuyệt vời. Thì biển số của nó là 87F003 000.33 nhé. Đó thì cái biển số cũng khá đẹp luôn. Cái mẫu skin này là cũng khá là đẹp anh em ạ. Thì giờ thì mình sẽ lùi xe vào cái kho gọi là gara nhé. Anh em có thể thấy cái gara đẹp không? Thì nếu mà anh em nào thích cái gara này thì đường link mình có để dưới phần mô tả của video nhé, để cho anh em tải về anh em trải nghiệm. Cả cái bản còi vàng này nhá, thì nếu mà anh em nào cũng thích luôn thì đường link mình cũng có để dưới phần mô tả của video luôn. Thì chế độ 1, chế độ 2 là để ủng hộ cốp nhé. Thì cốp xe của nó chỉ là vali với cả hàng ba cái quần áo của hành khách thôi. Nó thì đằng sau cốp xe này động cơ nhìn khá đẹp luôn anh em ạ. Đó, hình như là con xe này động cơ gọi là 425 mã gì nhá. Đó thì mình nói nếu mà sai thì anh em góp ý cho mình nhá. Đó thì đường viền ở giữa xe ấy, gần kính nhá, nó có chữ Đạt Thành 22 phòng VIP limousine. Đó, anh thấy không? Khá đẹp luôn. Và hiện tại mình đang chạy mưa. Đó, thì giờ thì mình sẽ vào cabin nhé. Cabin cũng khá là đẹp luôn anh em ạ. Và bộ đăng Kia của anh Hoàng Đức làm khá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi thì video của mình cũng tạm dừng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà anh em thích mình thì anh em có thể cho mình một like. Và còn anh em nào không thích thì anh em không cần cho mình đâu nhé. Đó, thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Rồi, chúc tất cả anh em model cái vô lăng Kia này thành công nhé. Rồi, bye bye.